Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nam Định bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Sao Thủy. Khóa sổ nhiều tour du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Giao lưu câu lạc bộ toán tuổi thơ mừng ngày hội 30 tháng 4 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Làm sao để có thể ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường? Xuất hiện nhiều xác lợn chết vứt trôi nổi trên sông Đồng Quê, đoạn qua xã Đồng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bén duyên với cây nấm từ năm 2017, đến nay anh Phạm Văn Khá, thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã có thể tự mình sản xuất và nhân giống nấm để trồng và cung cấp nấm cho thị trường miền Bắc. Nhờ chịu khó học hỏi để nâng cao kỹ thuật trồng nấm, đồng thời áp dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật, đến nay anh Khá đã xây dựng được khu trồng nấm rộng 10.000 m2. Các giống nấm chủ lực là nấm rơm, nấm yến Hàn Quốc, nấm sò vua, nấm sò trắng. Trung bình mỗi năm khu trồng nấm của gia đình anh thu trên dưới 100 tấn, với mức giá trung bình từ 30.000 đến 80.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí, mỗi năm anh thu lãi hàng trăm triệu đồng. Không những phát triển kinh tế cho bản thân, mô hình trồng nấm của anh cũng tạo việc làm ổn định cho 20 lao động với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một người trên tháng. Thưa quý vị và các bạn, trước mối lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là với lượng rác thải nhựa ngày càng gia tăng, nhiều sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường thay thế cho đồ nhựa và túi ni lông sử dụng một lần. Mặc dù giá thành cao hơn, nhưng đã được người tiêu dùng ủng hộ, ghi nhận tại thành phố Hải Dương. Tại thành phố Hải Dương, trước đây quán cà phê Zone sử dụng các loại ống hút làm bằng nhựa, thì nay đã được thay bằng loại ống hút làm từ bột gạo hoặc từ ống cỏ. Nếu ống hút làm từ nhựa phải mất thời gian khoảng 500 năm mới phân hủy, thì các loại ống hút từ bột gạo hay từ cỏ có thể tự phân hủy trong thời gian vài tháng. Mặc dù giá thành của các loại ống hút này khá cao, mỗi chiếc khoảng 1.000 đồng, nhưng Zone Cà Phê là cửa hàng tiên phong đưa vào sử dụng các loại ống hút thân thiện với môi trường thay thế ống hút làm từ nhựa. Hệ thống Zone Cà Phê bên tôi đang sử dụng ống hút gạo này bắt đầu từ năm 2019 và đang có rất nhiều khách phản ánh phản hồi tốt về ống hút gạo này. Và có nhiều khách hứa sẽ quay lại dùng đồ uống. Vì ống hút gạo này nó bảo vệ môi trường. Bên mình cũng hướng tới những sản phẩm như cốc mang về dùng bằng giấy thì sẽ tốt và đảm bảo cho môi trường tốt hơn. Thời gian gần đây tại siêu thị Big C Hải Dương cũng đã sử dụng lá chuối hoặc giấy để gói rau xanh thay cho túi ni lông như trước kia. Với cách làm này, khi mua rau tại siêu thị Big C Hải Dương, người tiêu dùng đã trực tiếp tham gia vào công tác bảo vệ môi trường thông qua hành vi mua sắm, chọn thực phẩm bọc lá chuối, đựng đồ dùng sử dụng túi Lohas, một loại túi sử dụng nhiều lần của Big C, hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông. Tôi thấy là cái gói và sản phẩm mà rau củ quả mà gói bằng lá chuối như này là rất là an toàn và lại vệ sinh được môi trường và bảo đảm nó không bị ô nhiễm. Đối với khách hàng thì họ rất là tin tưởng và cũng rất là ưa thích sử dụng các loại rau gói bằng lá chuối. Đối với siêu thị chúng tôi thì khi làm việc với các nhà cung cấp thì họ cũng rất là mong muốn triển khai rộng bởi vì cũng tiết kiệm được túi ni lông và ngoài ra thì cũng không thải ra môi trường nhiều các loại túi ni lông khó phân hủy. Thay đổi thói quen dùng đồ nhựa bằng việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường chính là việc bạn đã chung tay góp phần bảo vệ môi trường vì sức khỏe của chính mình và những người thân. Theo quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh Nam Định phấn đấu diện tích nuôi thủy sản nước ngọt đạt 1.390 ha, tổng sản lượng đạt 70.520 tấn. Để phát huy được tiềm năng kinh tế thủy sản nước ngọt, các ngành chức năng các địa phương cần đẩy mạnh nghiên cứu nâng cao năng suất công tác sản xuất giống, kiểm tra nguồn giống ngoại nhập vào nội tỉnh. Ngoài những loài cá nước ngọt truyền thống đang được nuôi phổ biến, các địa phương và hộ nuôi thủy sản cũng cần lưu ý mở rộng sản xuất các loài thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao và có khả năng xuất khẩu như cá chấm đen, cá bống tượng, cá quả, cá rô đồng, cá lăng chấm. Đa dạng hóa mô hình tổ chức sản xuất, khuyến khích tổ chức theo các mô hình liên kết, liên doanh giữa người sản xuất nguyên liệu với các nhà máy chế biến, thương nhân, các nhà đầu tư tín dụng theo chuỗi giá trị của sản phẩm, xây dựng tổng kết và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản, ứng dụng công nghệ cao, mô hình nuôi thủy sản áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt,
nuôi thủy sản có chứng chỉ an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái theo tiêu chuẩn quốc tế, mô hình sản xuất giống sạch bệnh, chủ động xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường dịch bệnh, khuyến cáo nông dân khai báo kịp thời khi có dịch bệnh, đồng thời tăng cường quản lý thị trường thức ăn, hóa chất, vật tư phục vụ nuôi thủy sản nước ngọt. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều thế hệ thanh niên ngày càng lựa chọn xa quê về các thành phố lớn lập nghiệp làm tàu, thì vẫn có những bạn trẻ cầm trên tay tấm bằng đại học, sẵn sàng từ bỏ cơ hội làm việc ổn định với mức thu nhập tương đối cao, trở về quê hương phát triển kinh tế theo hướng riêng, với quyết tâm làm tàu cho chính bản thân, làm tàu cho quê hương. Cũng từ phong trào này đã có nhiều mô hình hay, nhiều tấm gương tiêu biểu thành công, tạo động lực cho thanh niên các địa phương tích cực thi đua, mạnh dạn trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Cầm trên tay tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thương mại Hà Nội, thế nhưng thay vì lựa chọn công việc ổn định với mức thu nhập khá như nhiều chị em phụ nữ khác, bạn Vũ Thị Thu, sinh năm 1992 ở thôn Thiên Đức, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, lại ấp ủ trong mình ước mơ biến mỗi tấc đất quê hương trở thành tấc vàng bằng niềm đam mê với các loại cây dược liệu. Sau nhiều lần thất bại, thậm chí là mất trắng, phải bắt đầu lại từ con số 0, nhưng với sự nỗ lực không ngừng và quyết tâm cao, cùng sự hỗ trợ động viên của gia đình và các tổ chức đoàn thể, Thu đã bước đầu thành công với việc tạo ra 19 sản phẩm thảo dược có nguồn gốc tự nhiên cung cấp cho thị trường, mang lại doanh thu hơn 200 triệu đồng một tháng. Đầu tiên là đưa về trồng ở một ruộng là hơn một sào, nuôi là mấy chục triệu tiền giống, nhưng mà trong cái quá trình đấy là quá trình mà cây thích nghi là bị tỷ lệ chết rất là cao. Cái đợt đấy là có đợt mà muốn bỏ cuộc luôn ý ạ. Nhưng mà xong rồi sau bảo là thôi cố gắng, và bây giờ cũng bỏ tiền ra rồi thì là mình nghiên cứu với cả mình chăm sóc lại cẩn thận để xem tình hình nó có thuận được với khí hậu ở miền Bắc mình hay không. Mỗi lần mà nghiên cứu như thế thì thất bại như thế thì tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà gia đình là vẫn luôn ở bên động viên và hỗ trợ, thì là bây giờ mới phát triển được thành cơ sở sản xuất với cả có cái diện tích trồng dược liệu như bây giờ ấy. Không riêng chị Thu mà nhiều đoàn viên thanh niên trẻ trên địa bàn tỉnh cũng có mong ước làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng chính sức lực của mình. Thực tế cho thấy thời gian qua có rất nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp được đoàn hội thanh niên các cấp và chính quyền địa phương ghi nhận. Tuy công việc khác nhau nhưng tất cả đều chung một mục tiêu, đó là xây dựng và phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân và cho quê hương. Ngoài vốn quỹ thanh niên khởi nghiệp thì chúng tôi còn phối hợp với các đơn vị để có những nguồn quỹ khác nhau để cho các bạn có khả năng khởi nghiệp, lập nghiệp. Và chúng tôi thành lập những hội đồng đánh giá chất lượng của những ý tưởng khởi nghiệp đó. Từ đó định hướng cho các bạn về hướng đi phát triển làm sao mang tính chất bền vững. Đó là một trong những tiêu chí để cho chúng tôi đánh giá về công tác đoàn phong trào thanh niên đã được Trung ương ghi nhận cao, là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đồng hành cùng với thanh niên trong việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh chủ trương mở cửa và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh Bắc Ninh cũng nhất quán quan điểm ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp và xác định đây sẽ là động lực chính phát triển kinh tế trong tương lai. Với sự quan tâm hỗ trợ đó cùng bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ xứ trăm nghề, giàu bản sắc Bắc Ninh Kinh Bắc, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về một tương lai tươi sáng, nở rộ sắc màu của những bông hoa khởi nghiệp như anh Dũng, chị Thu trong toàn tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với đời sống con người, môi trường và xã hội, tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều chiến lược quy hoạch và kế hoạch hành động liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn, trong đó có vườn quốc gia Xuân Thủy. Vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy với tổng diện tích khoảng 15.000 ha, bao gồm vùng lõi 7.100 ha, vùng đệm rộng trên 7.200 ha. Hiện vườn quốc gia Xuân Thủy đã xây dựng quy chế bảo tồn thiên nhiên của vườn và quy chế sử dụng khôn khéo tài nguyên thiên nhiên đất ngập nước ở khu Ramsar Xuân Thủy, xây dựng thể chế quản lý thích hợp nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường, tăng cường liên kết với cán bộ và cộng đồng dân cư địa phương để giải quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích cùng địa phương thực hiện các chính sách phát triển kinh tế đất đai, phát triển kinh tế ở vùng đệm. Năm nay, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày là cơ hội để người dân lựa chọn các tuyến du lịch cùng người thân và bạn bè.
Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, thời điểm này gần như đã khóa sổ tour du lịch cho dịp nghỉ lễ. Giá tour năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đến thời điểm này, nhiều tour du lịch đã khóa sổ, chỉ còn số ít tour tiếp tục nhận khách với số lượng không nhiều. Các điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Yên, Phú Quốc, Sapa, Mộc Châu vẫn là điểm đến hot trong các dịp nghỉ lễ tới. Chủ yếu chỉ còn những cái thị trường mà không phải làm visa. Ví dụ như các cái thị trường gần thì chưa phải làm visa như là Thái Lan, Campuchia, Lào, các nước Đông Nam Á. Thế còn những cái thị trường mà đã phải làm visa thì hiện nay thì cũng đã chốt được cái số lượng khách. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, bên cạnh các tour du lịch kín chỗ, nhiều nhà nghỉ khách sạn trong nước cũng bắt đầu thông báo hết phòng. Du khách đi tự túc nên đặt trước dịch vụ phòng nghỉ để không bị ép giá. Theo tôi là cần phải đặt trước dịch vụ. Ví dụ như đi đặt khách sạn thì ở những điểm như là Sapa thì hiện nay là đã cháy phòng rồi. Và nếu mà bây giờ mà lại tiếp tục là cố lên ấy thì có thể gặp phải tình trạng là không còn phòng khách sạn hoặc là phòng khách sạn rất xấu mà lại giá là rất là cao, tức là bị chặt chém. Với nhu cầu đi du lịch dịp nghỉ lễ tăng đến gần 30% so với năm ngoái, dự kiến năm nay sẽ xảy ra tình trạng quá tải tại một số điểm du lịch trọng điểm. Vì vậy, theo các đơn vị lữ hành, bên cạnh việc đặt sẵn dịch vụ nghỉ, du khách cũng phải có kế hoạch tìm hiểu, đặt trước các dịch vụ về phương tiện thông qua các hiệp hội du lịch địa phương. Mà khách hàng mà đi du lịch trải nghiệm thì nên kiểm tra các dịch vụ tại điểm đến trước khi có như đến cái điểm đó. Bởi vì sao? Bởi vì thông tin trên mạng rất sẵn rồi. Các bạn có thể hỏi các chi hội, hiệp hội tại địa phương hoặc trung tâm xúc tiến tại địa phương để kiểm tra dịch vụ chi tiết nhất ở đấy. Kể cả vấn đề thời tiết tại điểm như thế nào, dịch vụ trên đó còn không, để tránh vấn đề khi khách du khách đến là có như không có tàu, không có xe, không có chỗ ngủ và có như vật vờ tự nhiên là mất cái giá trị của du lịch điểm đấy. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây được coi là cơ hội vàng của ngành du lịch trong việc thu hút khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm kỷ cương và tính chuyên nghiệp cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ điện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương vừa triển khai đưa chương trình 5S từ văn phòng ra trạm biến áp và hệ thống lưới điện. Từ thời điểm năm 2016, Công ty Điện lực Hải Dương đã triển khai chương trình 5S bao gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng tại văn phòng, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Để nhân rộng điển hình, công ty bắt đầu thực hiện chương trình đối với hệ thống lưới điện và trạm biến áp. Triển khai đầu tiên tại trạm biến áp 110 kV Đồng Liên thuộc khu 5 phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, công ty phát quang hành lang quanh trạm và bổ sung bệ, ghế, thang tạo thuận tiện cho quá trình kiểm tra, sửa chữa, xây dựng quy trình hoạt động của trạm biến áp, đảm bảo khoa học, đồng thời xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động, sàng lọc, loại bỏ được những vật tư, thiết bị, dụng cụ không cần thiết. Sau trạm biến áp Đồng Liên, công ty sẽ thực hiện chương trình 5S tại 11 trạm biến áp còn lại do công ty quản lý nhằm góp phần vận hành lưới điện an toàn, giảm thiểu sự cố. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tổ chức giao lưu câu lạc bộ toán tuổi thơ mừng ngày hội toàn thắng 30 tháng 4. Với chủ đề câu lạc bộ toán tuổi thơ mừng ngày hội toàn thắng 30 tháng 4, 30 học sinh xuất sắc được lựa chọn từ các khối lớp 4 và 5 của nhà trường đã trải qua 2 phần thi là tiếp sức toán và du lịch toán học. Buổi giao lưu là sân chơi bổ ích trí tuệ cho các em học sinh yêu thích môn toán, tạo cho các em cơ hội giao lưu học hỏi và thể hiện năng khiếu, khơi gợi ở các em sự hứng thú và niềm đam mê toán học, giúp các em phát triển năng lực tư duy, sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, hợp tác, rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin. Buổi giao lưu cũng là những tiết học bổ ích giáo dục cho các em học sinh của nhà trường truyền thống đấu tranh anh dũng, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, thời điểm này các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học có bếp ăn bán trú. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Gia Bình. Huyện Gia Bình có 45 trường, từ mầm non đến bậc trung học cơ sở với gần 22.000 học sinh. Tỷ lệ ăn bán trú là hơn 15%, trong đó riêng bậc mầm non là 100%. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, ngay từ đầu vào, Gia Bình đã yêu cầu tất cả các trường có bếp ăn bán trú phải ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có giấy chứng nhận an toàn và các đơn vị cung cấp phải có trách nhiệm cung ứng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Đến thời điểm này, 100% trường học có bếp ăn bán trú trên địa bàn huyện Gia Bình thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp, có sự kiểm tra giám sát của cán bộ y tế trường và đại diện hội phụ huynh. Công tác phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Nhân viên nấu ăn tại các trường đều qua đào tạo và được khám sức khỏe định kỳ. Khu nhà bếp, nhà ăn thường xuyên được dọn vệ sinh. Huyện cũng triển khai lắp đặt hòm thư góp ý tại các trường để kịp thời tiếp nhận xử lý những thông tin phản ánh từ các bậc phụ huynh. Thời gian gần đây, liên tiếp những vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra trong trường học đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip một nhóm nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên lột đồ và đánh hội đồng một nữ sinh khác đến mức phải nhập viện tâm thần để điều trị. Ngay sau đó, một đoạn clip khác quay lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ gối và tát liên tiếp vào mặt. Sự việc xảy ra tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hay gần đây nhất là một nữ sinh lớp 11A5, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long cũng bị một nhóm nữ sinh đánh hội đồng đến mức phải nhập viện. Tất cả đang dấy lên sự lo ngại về tình trạng bạo lực học đường hiện nay. Theo thống kê của ngành công an, mỗi năm có khoảng 2.000 vụ bạo lực học đường. Trong số đó thì có hơn 53% số vụ xảy ra trong trường học. Con số này đang có chiều hướng gia tăng và trở thành mảng tối trong ngành giáo dục. Đáng chú ý, phần lớn các vụ bạo lực học đường chỉ được phát hiện và xử lý sau khi các clip tường thuật được phát tán trên mạng xã hội. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu rằng đằng sau mạng xã hội còn tiềm ẩn biết bao nhiêu vụ bạo lực lớn nhỏ khác? Và ngành giáo dục phải làm cách nào để ngăn chặn bạo lực học đường? Trước tiên là ban giám hiệu nhà trường, hội đồng giáo viên chủ nhiệm nhà trường đã phối hợp rất là mật thiết với đại diện hội phụ huynh các lớp để ngăn chặn bạo lực học đường và giáo dục học sinh về cái ý thức là không để tình trạng bạo lực học đường diễn ra. Nếu như có những tình trạng xảy ra thì nhà trường cũng có những cái biện pháp giáo dục, nếu như xô xát mà ở mức độ nhẹ thì cũng có hình thức cảnh cáo, kỷ luật. Cái mức độ nó nặng hơn thì nhà trường sẽ kết hợp với sẽ thông báo về ban giám hiệu nhà trường và kết hợp đó là với các ban ngành cao hơn để xử lý những trường hợp mà có tình trạng nặng hơn. Một trong những nguyên nhân khiến cho bạo lực học đường trở thành điểm nóng đó chính là thái độ của những người xung quanh. Mặc dù không phải là sự việc quá xa lạ, nhưng khi chứng kiến những hành động bạo lực, không phải em học sinh nào cũng sẵn sàng lên tiếng. Bình thường khi mà chứng kiến các vụ bạo lực học đường thì cũng có thể là có một số bạn hùa theo, cũng có một số bạn thì khi xem xong thì cũng thờ ơ bỏ qua. Đa số các bạn trẻ đều sẽ rất là ngại khi can dự tham gia vào ngăn chặn bởi vì các bạn thường có tâm lý là sợ bị trả thù. Cũng có những bạn nói với thầy cô để có những hướng giải quyết. Ngăn chặn bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường, mà nó còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Hãy chung tay vì một môi trường giáo dục lành mạnh, để trường học không còn là nỗi ám ảnh của những nạn nhân bạo lực học đường. Thời gian gần đây, tại khu vực sông Đồng Quê chạy qua địa bàn thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, xuất hiện nhiều xác lợn chết vất trôi nổi, bốc mùi hôi thối. Những hình ảnh này được nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại vào ngày 21 tháng 4. Tại đây có một số xác lợn chết bị vứt trôi nổi dưới sông, thậm chí ngay cạnh tại mép cầu Dũng Tiến. Theo nhiều hộ dân khu vực cho biết, tình trạng vứt lợn chết diễn ra cách đây một tuần, bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống gần đây. Đặc biệt trong thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ chăn nuôi khác. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo, nguyên nhân chính của tình trạng trên là do sự thiếu ý thức của một số người dân. Để ngăn chặn cái tình trạng vứt xác động vật chết không đúng nơi quy định thì Ủy ban xã chúng tôi tập trung tất cả lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát và đã đưa ra thông báo, vừa là thông tin tuyên truyền, vừa là có ý kiến để người dân cùng chung tay với địa phương phát hiện những trường hợp thiếu ý thức để có biện pháp xử lý. Nếu như phát hiện ra trường hợp nào, thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.